Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ review cho các bạn một bo giải mã âm thanh Bluetooth 5.0 của hãng Simex. Bo này trên thị trường nó có giá khoảng 100.000 và nó được bày bán rộng rãi trên các trang mạng thương mại điện tử nhé. Đây rồi, mình sẽ review qua cho các bạn. Thì nó có thể sử dụng cổng micro USB cũng như cổng sạc của các điện thoại Samsung, Oppo các thứ ấy để cấp nguồn. Nó có cả đường này, cái đường mà bên trong này là đường để các bạn cấp nguồn 5V rời ở bên ngoài. Ví dụ các bạn có nguồn 5V mà không muốn cắm qua cáp micro USB này. Và bên này nó có chân cộng và chân trừ này, dấu cộng và dấu trừ, dấu cộng dấu trừ này để các bạn cấp một cái nguồn tốt nhất là khoảng từ 17V đổ xuống thôi. Vì cái đây nó có tích hợp thêm với con IC7805 cho nên là 17V hay là 18V khoảng đấy. Thông thường các loa mà dân dụng ấy thì nó sẽ có đường 12V và 16V. Như là Microlab X2 của tôi thì tôi sẽ cấp nguồn vào đây rồi xong. Đây nó sẽ có các đường R là kênh phải, L kênh trái và G là dây chung mát đất đây để các bạn xuất ra. Và các bạn nếu mà ngại hoặc là không có khả năng gì về điện tử ấy thì các bạn có thể xuất âm qua cái cổng 3.5 này rồi đưa vào loa, đưa vào input của loa nhé. Đây là mình cắm vào đây input của mình đây. Giờ mình đang thực hành trên loa Microlab X2. Đây mình sẽ đưa rắc hoa sen này. Và đầu này là đầu input đưa vào đây. Sau đó mình sẽ sử dụng đầu micro USB để mình cấp nguồn. Đây là một cái nguồn thông dụng thôi. Nó cho nguồn 5V. Khi mình cắm vào thì nó sẽ sáng đèn xanh nhỉ. Bluetooth mode. Đấy, có tiếng kêu. Bây giờ chúng ta thể mở trên điện thoại ra. Chúng ta mở Bluetooth ở trên điện thoại này. Chúng ta bật Bluetooth lên. Ở đây thì nó có cái danh sách đây. Danh sách này nó sẽ là VKM 050. Đó chính là cái loa bạn đã kết nối. Bây giờ mình sẽ mở YouTube bật một cái bài nhạc, mở nhạc Di Minh Nguyễn đi. Cái nhạc Di Minh Nguyễn là nhạc Hoa, lời Việt thì lung tung cho nên là nó sẽ không bị phạt về cái lỗi bản quyền YouTube. Các bạn đừng có dại mà bật những cái nhạc nào mà nó có ca sĩ hát hoặc là những bài thông dụng của Việt Nam mà sẽ dễ dính vào luật bản quyền lắm, nó sẽ bị tắt cái tính năng kiếm tiền ở YouTube. Rồi mình sẽ thử bài Đời Sống Là Khổ Đau Di Minh Nguyễn đi xem nào. Mình bật cho bạn xem. Nằm hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi, buồn chán kiếp sống lòng đông, đời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâu? Chẳng đi mà giờ thế gian này, không kiếp sau ta tìm trở thành loài chim, từ đó cho cánh mãi bay giữa trời, chẳng tiếc gì còn trên đời sông cua. Rồi. Và cái khoảng cách nha phát của này theo nhà sản xuất nói là 10-15 mét. Và thực nghiệm là có thể phát được lên tới 15 mét, không vật cản. Còn trong cái vật cản thì nó sai số thì cũng không thể có một cái mức nào chính xác đâu. Và cái bo mạch Simex Bluetooth 5.0 này cũng được nhiều anh em thợ ấy, họ ấy lắp trên cái như Ampli dân dụng để biến nó thành Ampli có Bluetooth.
Và ngoài ra là các bạn nhìn thấy cái anten đường dây mạch ở đây này, người ta gọi là anten strip line. Anten strip line này là anten ở trong cao tần đấy. Thì ở đây là nó đã làm sâu ở trong cái mạch này và được phủ tráng ở trên chứ không lộ ra như những cái bo Bluetooth rẻ tiền, thì nó rất hay dễ bị rỉ và oxy hóa, dẫn tới cái khả năng mà phát xạ Bluetooth nó kém. Ở đây mạch khá dày dặn, phích thủy tinh. Có rất nhiều cái module ở trên mạng quảng cáo Bluetooth 5.0 bán giá 72.000 nhưng màu xanh. Kết cấu rất giống này nhưng mà tôi chưa thử nên là tôi chưa có thế review chính xác được. Thôi mình dừng clip ở đây, thì chúc các bạn thành công.